Tôi là Tươi, hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn một mẫu lồng cô gái quả đào, một hàng của nghệ nhân. Đây là dáng cô gái quả đào phần móc gỗ này, móc gỗ tạo kiểu rất là đẹp mắt, móc dáng con cò, toàn bộ là gỗ luôn, thân gỗ tạo kiểu luôn dáng con cò. Và cái cửa của chiếc lồng này là cửa bằng rồng, cái cửa rồng này được làm bằng phần gốc tre uốn tạo kiểu và rất là đẹp mắt. Đó. Cái hàng này làm cực kỳ tỉ mỉ thì mới có thể ra tạo dáng được ra một con rồng. Đấy, cái chân của nó rất là hầm hố luôn. Và cái khâu nguyên liệu để xử lý cái đan lồng này là cực kỳ tinh xảo và bí kíp riêng của nghệ nhân. Anh em nếu mà xem trực tiếp thì có thể để nhìn thấy là cái phần nan của lồng đã được xử lý và cứng bền như đồng luôn. Anh em nhìn thấy màu nó như màu đồng luôn. Đây là cái chiếc lồng giả cổ, nhìn vừa cổ kính vừa sang trọng đấy. Nan của nó là nan tre, nhưng anh em nếu mà nhìn thì nó như là đồng, nan đồng luôn, cực kỳ chắc chắn và đẹp. Có một cái lồng kiểu dáng thon gọn, cái đường uốn cong phía góc này tạo nên điểm nhấn cho chiếc lồng, thiết kế tinh xảo đẹp mắt. Đó, anh em có thể treo trên các cái gốc cây và treo trên các cái móc đều rất là hợp lý. Lồng cái độ nặng cái lồng này thì rất là nhẹ thôi, nó khoảng vài trăm gram, khoảng đến hai ba trăm gram thôi, rất là nhẹ nhàng và nhưng mà vẫn đảm bảo được sự chắc chắn cho lồng bền. Cái độ bền của lồng này cực kỳ cao, anh em chơi rồi sẽ biết. Chất liệu của nan đã được xử lý cực kỳ là tỉ mỉ, chi tiết và nó bí kíp riêng của nghệ nhân, không phải là cái gì cũng có thể truyền ra ngoài được. Đó, anh em có thể nhìn thấy này, một chiếc lồng cực kỳ đơn giản, nhìn nó rất là đơn giản thôi, nhưng nó là cả một sự cầu kỳ và cả một sự tinh hoa kết hợp lại của nghệ nhân thâm niên lâu năm mới có thể làm được những chiếc lồng như thế này. Và nếu anh em mà yêu thích cái mẫu lồng cô gái quả đào cửa rồng này, có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số hotline 0964278585 hoặc 0984217365 để có thể kết nối trao đổi trực tiếp với những mẫu lồng. Anh em hãy đăng ký, nhanh tay đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, ghi theo dõi để có thể xem các video về lồng chim cũng như là video các cái mẫu cống, những cái phụ kiện chi tiết hơn để tham khảo cũng như là lựa chọn cho mình những mẫu lồng phù hợp nhất với túi tiền cũng như là phù hợp với sở thích của toàn bộ anh em. Anh em có thể xem thêm các cái mẫu khác tại website siêu thị lồng chim.net. Trên đó chúng tôi có để cập nhật tất cả các loại giá, cũng như là anh em có thể đặt hàng trực tiếp tại website siêu thị lồng chim.net, để lại thông tin địa chỉ số điện thoại. Bên siêu thị lồng chim.net chúng tôi ship hàng toàn quốc tất cả các tỉnh thành cũng như là xuất được 8 nước trên thế giới rồi. Hàng nhà hàng cũng mỹ nghệ nên là được rất nhiều anh em yêu thích, bạn bè quốc tế gần xa cũng rất là thích những mẫu lồng này. Tuy nhiên vẫn gặp rất nhiều vấn đề vận chuyển nên là cái mẫu lồng nó chưa thể đi được nhiều nước, nhưng mà trong thời gian tới thì ở các nước nó sẽ có sự vận chuyển lưu thông tốt hơn để cho anh em có thể sở hữu những cái chiếc lồng hàng nghệ nhân tinh xảo đẹp mắt như này, made in Việt Nam. Cảm ơn anh em đã dành thời gian lắng nghe video này, hãy nhanh tay đặt hàng của chúng tôi theo số hotline 0964278585. Những chiếc lồng như thế này hầu như không có sẵn mà chỉ rất lâu mới có một chiếc thôi. Anh em nào đã thích thì hãy kết nối ngay để có thể sở hữu cho mình những chiếc lồng tinh xảo đẹp mắt như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của tôi.